sẽ hỏi tiếp tục cao thủ luôn đi anh em xem. Đó, một cao thủ đang được chờ đợi trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải nha mọi người ơi. Ở video này thì Khải sẽ show cho anh em xem một cao thủ đang sở hữu mình một con phiên vũ No 1 server. Vừa rồi có tham gia thiên hạng nhất bang và bang A, họ đã dành cho mình được con phiên vũ hạng 1 quán quân của giải đấu thiên hạng nhất bang mùa 4 vừa rồi. Thì anh Londin này đã đấu giá con ngựa này. Theo tình báo Khải thấy thì con ngựa này đấu giá gần 60 triệu nè. Con ngựa này theo anh em thông tin anh em báo về cho Khải thì con ngựa này gần trị giá 60 triệu nha anh em. 60 triệu con ngựa này nha anh em. Hiện tại bây giờ anh chưa ép, không biết là anh sau này có ép lên cộng 7 hay không. Thì cộng 7 nó sẽ là cấp 5 nè. Nó sẽ lên là phiên vũ tối phiến cấp 1, 2, 3, 4, 5. Thì nó sẽ lên cộng 7 hay là cộng 10 đó thì Khải chưa rõ lắm. Tại vì con bôn tiêu nó là lên cộng 7 rồi nè. Thì con bôn tiêu nó lên cấp 5 thì nó sẽ lên cộng 7 tất cả. Con ngựa này lên như thế nào mình chưa hiểu nha. Nên là anh em có thể chờ đợi những video tiếp theo sau Khải soi tiếp. Đó, con ngựa này bèo 60 triệu này. Đó, thấy chưa? Rồi, tiếp tục là sở hữu một set đăng bang anh em cũng biết rồi. Set đăng bang này đang sở hữu một cái ngọc bội đua top cá nhân hồi trước. Ảnh đấu giá với giá là hơn gần 20 triệu. Đó, ngọc bội này không 20 triệu ấy. Thấy chưa? Rồi, set đăng bang này mắt ộp này anh em. Mắt ộp set đăng bang này chung chung khoảng hồi đầu mua chắc cũng 2 mấy triệu, 30 triệu nữa nè. Nhưng mà tầm này thì set đăng bang này thì Khải nghĩ nó cũng tầm giá 15 triệu đổ lại nè. Đó. Đây nha, nói là gia truyền với cặp nhẫn này thôi nha. Gia truyền với cặp nhẫn này thôi nha anh em. Là hồi xưa là anh đấu là mấy chục triệu á. Nhưng mà tầm này thì Khải nghĩ nó tục giá rồi. Thì nếu mà tính xét đăng bang ngập bội là tính lẻ khoảng 20 triệu không nói nè. Rồi ba món này thì nó dao động khoảng tầm 10 triệu nè. Thì xét đăng bang này bèo bèo cũng phải hơn 30 triệu nè. Xét đăng bang này hơn chắc chắn phải anh em là hơn 30 triệu. Đó. Mắc nhất là vẫn là ngập bội nè. Rồi con ngựa này 60 nữa, 90 rồi. Ba tay này hồi trước anh đấu, anh trong bàn đấu chắc hơn 20 nữa nè. Ba tay này kim quang. Thì nhiều anh em cứ hỏi Khải là chơi server lậu mà sao đồ cứ chục triệu, trăm triệu. Thì anh em không hiểu vấn đề, tại vì người ta chơi thì đó là quyền của người ta, thì mình không biết được. Chứ đồ thì chắc server là nó có giá như vậy rồi. Nhiều khi anh em có tiền mà anh em không mua được, tại vì đã thuộc về tay anh này rồi. Thì anh này không bán nữa thì lấy gì mà mua anh em, đúng chưa? Đó, ba tay này cho 20 nữa nè, 30. Nội ba cái món vàng vàng này là đã hết 110 rồi nè, hết 110 triệu rồi. Và cái đao này thì như anh em đã xem những video trước rồi, cái đao này là thời hạn nha mọi người. Đao này thời hạn mắt ộp nha anh em. Đao này thời hạn cứ hết hạn gia hạn thôi. Đao này thì cứ một rương là khoảng tầm vài trăm nghìn, rồi cái mở nó hên xui anh em, lỡ nó mắt ộp thì xài, còn không mắt ộp thì bỏ thôi. Đó. Cái chất chơi là chỗ đó nè. Rồi cái nón này thì như Khải biết thì anh mua khá là hơn 5 triệu Việt Nam đồng. Đó. Đây lưng này 2540, đây lưng này bèo lắm cũng phải 2 đến 2 triệu quay đầu nè. Bèo lắm cũng 30 kim. Đó. Đó, thấy chưa? 2540 quá đẹp luôn. Cái áo 40. Cái áo này thì ở server có khá là nhiều, nói chung là cũng gọi là bình thường thôi, chắc là anh lấy được lấy hiệu ứng 40 làm chậm nè. Và cái nón này là 40 nữa là 80 và bao tay nữa là 120 làm chậm. Đôi giày khá là đẹp. Đôi giày này mua bèo lắm cũng phải 4 triệu quay đầu nè. Đôi giày này No 1 server từ đầu đến giờ luôn nè. Không có đôi nào đẹp hơn. Thì nói chung là hai món này cho 5 triệu đi. Đai lưng với giày 5 triệu nè. Rồi bao tay này nón 5 triệu, 10 triệu. Nói chung cả vũ khí nữa. Nói chung là set đồ này trên dưới 120 triệu nè. Đó. Chỉ mới nói đồ thôi nha, chưa nói cái ạc nha nè. Ạc này đang đứng top 5 server nè mọi người. Hiện tại hôm nay thì anh được top 8 tông kim. Thì Khải muốn soi lại cho anh em xem. Khá nhiều anh em mà soi ạc Londin á. Hôm nay cởi phiên vũ thì đó. Anh em đã xem chưa? Ok chắc chưa? Quá chắc luôn anh em ơi. Con phiên vũ này thì quá tuyệt vời anh em ơi. Khá cả 10 các kiểu. Nếu mà ép lên nữa thì nó sẽ tăng khá cả nữa. Lên tối phiến nè, nó sẽ tăng khá cả nữa. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ Londin này. Một cao thủ rất là tâm huyết, cũng như là một cao thủ thiếu lâm No 1 server nha anh em. Thiếu lâm No 1 server nha mọi người. Không có, hiện tại server này không có một anh thiếu lâm nào mà hơn qua anh này cả anh em. Anh em thấy chưa? Xét đồ thì khỏi phải ba. Đó, 80 chậm và quên 80 chón và 120 làm chậm. Đó. Rồi, anh em xem đừng quên cho Londin này một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Cũng như ủng hộ video của Di Khải một like chia sẻ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay thì trận đầu tiên lại đánh tống kia mà không đủ lag nên là chỉ có được top 10 máy thôi nè. Đừng quên cho Khải một like nha anh em.